Chào mừng các bạn đã đến với Không Cây Không Về. Nếu mà anh trả lời không được là anh phải không phải lỗi anh. Vâng. Vì sao không? Không phải mà bởi vì anh ăn quá cay, nó không anh không tập trung được. Em cũng thế, em cũng đang em không cay quá là thì mình không có tập trung được, đúng không? Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không Cây Không Về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá. Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Acqua Panna, Kamereo. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Không Cây Không Về Season 3, tập 3. Trong tập lần này thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ của nhà hàng Ox, Not Only Ox. Khách mời của tập hôm nay sẽ là đầu bếp Ngô Thanh Hòa. Chào em. Đây, wow. Em ngồi đây đúng không? Rất cảm ơn hôm nay anh đã cho em đến đến nhà hàng của anh và được anh nấu cho món ăn. Anh có thể giới thiệu cho em về món ăn này không? Cái món ăn này thì hôm nay anh mang đến cho em cũng như là mọi người thì xem chương trình chỉ cảm nhận qua bằng mắt thôi. Món cừu, thịt cừu thì đúng ra ở Việt Nam mình không phải ai cũng thích ăn, bởi vì do cái vị nó hơi nồng và nó hơi đặc thù một tí. Nhưng mà với món cừu mà một nguyên liệu mà anh dùng là miếng cừu của người Úc á, anh muốn là đâu đó nó kết hợp được với tất cả những nguyên liệu của Việt Nam mình. Việt Nam mình thì em biết rồi, nó rất nhiều gia vị rất là ngon. Thì với cái món cừu này anh dùng là tất cả các rau mùi, trong đó là có tía tô, có húng lủi, có ngò rí, có rau quế. Biệt là anh dùng thêm một cái lá gọi là lá bạc hà. Thường lá bạc hà thì mọi người hay dùng tới trong cái món ăn, trong thức uống chứ không phải món ăn, trong thức uống nhiều, pha chế này nọ. Thì ở đây thì anh đưa vào trong cái nước sốt, cái nước ướp thịt cừu. Và ngoài ra là anh có dùng thêm cái gia vị rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta, đó là tỏi nè, có hành tím nè, có nước mắm, có đường thốt nốt. Đặc biệt là có thêm cái vị ớt của Hội An, ớt xanh Hội An. Thực ra thì anh cũng không biết là cái mức độ cay của cái sốt của em như thế nào, nhưng mà bởi vì cái nguyên bản của món ăn của anh là phải có ớt. Và thêm một cái đặc biệt nữa đó là chao. Anh đưa vào trong cái nước sốt để mà mình ướp với cừu là bởi vì nó làm có thể tối giản cái hương vị đặc thù của cừu. Do đó thì đây là một trong những cái món mà anh rất tâm đắc và anh cũng muốn giới thiệu đến em và đến tất cả mọi người. Là bây giờ mình em thử vào em thử đi, mình cùng rồi thử. Như vậy là anh em cùng thử đúng không? Rồi vâng. Như vậy là thử này xong rồi bắt đầu mình thử cái nước sốt. Vâng, đến đoạn sau tại vì nó cũng rất là cay. Em muốn tận hưởng nó trước một chút. Hiểu. Em nhớ là khi em thử cái này em phải có cái nước sốt đi kèm nha. Vâng, tại vì đó là cái mà nó làm cho cái một trong những không thể thiếu được trong món ăn. Mình ăn chung một chút với rau này. Đúng rồi em. Bình thường khi mà anh chọn nguyên liệu để nấu ăn thì cái điều mà anh nhìn tìm đến ở nguyên liệu thì kiểu điều mà anh tiêu chí chọn. Thực ra với anh đó là một người có cái thời gian sống ở bên Úc, rồi có thời gian là mình là người Việt Nam thì cái tiêu chí cũng rất là đơn giản, đó là muốn ăn ngon thì cái nguyên vật liệu nó phải ngon, nó phải được lựa chọn từ cái nguồn nó tốt là một. Cái thứ hai nữa là mình phải cái phù hợp, và cái thứ ba là mình phải tận dụng được những cái nguồn nguyên liệu mà nó có trong nước để tối giản cái việc là mình phải nhập từ bên ngoài về. Mà anh thấy là những năm gần đây thì nguyên vật liệu Việt Nam rất là tuyệt vời, nó phong phú, nó đa dạng và chất lượng, và người làm gọi là trồng nguyên liệu ra, chuẩn bị nguyên liệu ra, họ cũng có một cái tâm nữa. Cái đó thì với anh là nguyên liệu làm sao mà nó thực sự là nó dễ tìm. Tại vì khi mà em mở nhà hàng, khi làm trong bếp thì em cần cái mức độ là đều. Đôi khi thỉnh thoảng theo mùa, nó có những nguyên liệu theo mùa, nhưng mà trong cả một năm thì mình cần phải cái những nguyên liệu nó đều, tức là nó cũng như là nó không có bị ảnh hưởng nhiều khí hậu nhiều quá, không em mùa nhiều quá. Thì từ đó thì cái việc mà chuẩn bị món và cái việc mà làm ra một cái món ăn, cái thực đơn nó cũng sẽ dễ hơn và nó dễ vận hành hơn. Đó là như vậy. Em ăn thấy làm sao? Em ăn thấy rất là ngon. Thêm miếng nữa đi rồi mấy em ăn 2 miếng rồi. 2 miếng rồi đó hả? Bình thường là em ăn rất là nhanh. Hôm nay là phải từ tốn không em? Dạ. Tại vì còn để thử cái món sốt đặc biệt của em đúng không? Dạ. À. Em muốn hỏi là có một cái điều gì đấy mà anh cảm giác là khi mình nấu ăn mình hay là mình ở trong bếp mình làm khác một chút với những điều bếp khác. Thực ra thế này nè, anh xuất phát á, anh không phải là người đi học trong trường lớp chuyên nghiệp về để đào tạo ra người đầu bếp. Tất nhiên thì anh làm theo cái bản năng của mình, là làm theo kinh nghiệm, theo cái trải nghiệm của mình, làm theo những cái gì mình đã học hỏi được từ những cái môi trường của mình trong những năm qua, và kết hợp với lại cái làm là người cũng thích nấu ăn nữa. Thì khi anh đưa anh dùng cái trong cái cách của anh nó khác với những cái đầu bếp khác là gì? Đó là anh sẽ kết hợp với sự ngẫu hứng của mình và kết hợp với những cái kinh nghiệm trải nghiệm qua cái việc mình đi làm, đi du lịch từ những các vùng, những ẩm thực khác nhau. Đúc kết lại là cái cách của anh là sự ngẫu hứng và kết hợp với những cái gì là cái trải nghiệm của mình. Từ cái việc đó mà mình xây dựng được cái giống như cái khẩu vị riêng của mình. Và cái mong muốn của anh nhất là trong cái ẩm thực của cái cách mình làm sao nâng tầm được cái ẩm thực Việt Nam mình. Khi anh nấu những món ấy, sẽ có từng bước hay là công thức đúng không? Từng bước một. Cái công thức gọi là nấu anh ấy trở thành một người đầu bếp, tức là kiểu anh từng bước anh trở thành người đầu bếp như thế nào, cái câu chuyện của anh. Tại vì em biết là ngày xưa anh học marketing, rồi sau đó anh mới chuyển sang. Trước đây khi mà chưa là một người đầu bếp, chưa là đứng trong bếp thì anh có thích cái món ăn, ví dụ như là mì pesto đi. Em rất thích món đấy. Đúng rồi. Thì anh mới hỏi, tức là hàng ngày anh phải ăn cái món đó. Khi đi làm ở một cái quán nhà hàng của Ý lúc còn đi học ở Úc, buổi trưa gọi là break time thì anh ăn cái đó, thì anh phải order, anh phải trả tiền và giá bằng phân nửa. Nhưng mà anh nghĩ chứ cứ ăn mãi như vậy, trả tiền mãi mình không có tiền. Tức là tất nhiên sinh viên đi làm thì cái lương nó chưa có hạn. Vậy thì mình phải làm sao mình nấu được món đó. Anh rất thích món đó. Thì anh bằng cách là anh mới hỏi người đầu bếp cái sốt làm sao, cái pesto làm sao. Anh mới về nguyên vật liệu, rồi trộn mì, làm mì như thế nào, nấu như thế nào. Thì anh mới làm từ từ. Tức là mỗi ngày anh ăn rồi anh vừa về nhà làm. Xong rồi anh hỏi những người xung quanh. Thì đến khi mà anh đạt được cái giống coi là khoảng 6-7 với cái món mà anh ăn ở nhà hàng thì anh nghĩ ok, đó là một cái xuất phát từ cái điểm là anh thích cái món đó. Tại vì người đầu bếp cũng vậy, khi chúng ta thích cái món thì chúng ta mới có thể đặt cái nhiều cái tâm huyết vào cái món đó và mình làm. Tất nhiên thì mình phải làm sao cân đối được cái hương vị của cái món cho tất cả mọi người, nhưng mà bản thân chúng ta phải yêu cái món đó thì chúng ta mới làm tốt được. Em đọc về anh ấy thì em biết là anh đã từng làm đầu bếp, xong có thời gian anh lại ngừng cái công việc đấy, thế xong anh mới quay trở lại đúng không? Có lúc trong công việc của anh phải ngừng lại, tại vì đôi khi mình bị bế tắc và mình phải chạm vào một cái bức tường mà vô hình mình thấy rằng mình cần phải tạm dừng lại lúc đó để mình suy nghĩ coi là về cái hướng của mình là cái gì. Anh có một câu hỏi mà mọi người hay hỏi anh là gì? Cái phong cách nấu ăn của anh là ai? Là như thế nào? Thì khi mà anh rời cái chương trình MasterChef ra thì anh cứ chọn cho mình cả là món ăn Việt đương đại. Vậy Việt là cái gì? Thực ra câu chuyện xuất phát thế này, có nghĩa là khi anh còn ở bên nước ngoài, bên Úc, người văn ẩm thực Úc người ta gọi một cái từ gọi là modern Austrian cuisine, có nghĩa là một cái mix, một cái kết hợp giữa một tí xíu của Ý, một tí xíu của Anh, một tí xíu của người châu Á, trong đó có Việt Nam, có Trung Quốc, có Thái Lan. Nó gọi là multicultural, thì nó là một cái modern là như vậy. Vậy thì khi modern thì anh thấy là Việt Nam mình á, nếu mà mình nó hơi sâu một chút xíu về ẩm thực Việt Nam mình thì miền Bắc hương vị khác, cách dùng nguyên liệu khác, cách kết hợp khác, miền Trung khác, miền Nam khác. Vậy thì mỗi vùng miền nó có một cái nét riêng. Vậy thì thực ra chúng ta ảnh hưởng của ẩm thực Pháp nhiều, ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều. Và thực ra khu vực miền gọi là Mekong, miền Nam á, gọi là Mekong Delta, gọi là miền đồng bằng sông Cửu Long thì là ảnh hưởng của ẩm thực của người Khmer, người Thái, người Campuchia, người Lào rất là nhiều, là bởi vì cái đồ ngọt của nó và đồ cay nữa. Vậy thì theo anh nghĩ là anh thấy rằng với những cái kết hợp như vậy, với cái ảnh hưởng như vậy thì tại sao việc mình không có một cái người đầu bếp, tại sao mình không đi cái line là modern Vietnamese cuisine, là một cái gì đó hiện đại, đó là cái sự kết hợp lại. Tại vì cuối cùng em thấy không, tức là mình nói gì nói, khi em đi ăn có lúc em ăn Việt Nam, có lúc em ăn ý, có lúc em ăn một cái món nào đó. Nhưng mà có lúc em vào food court thì ví dụ như anh là em vào một cái chỗ bán nhiều ẩm thực khác nhau, thì ví dụ em ăn là em có thể là burger đúng không, là món lò Tây, nhưng mà người bố mẹ em sẽ kêu mẹ sẽ ăn lẩu, mình sẽ ăn cái món Việt Nam, thì mình có thể mình order nhiều cái món ăn và ngồi chung một bàn ăn với nhau, thì có phải nó là một cái kiểu modern không em? Rất là multicultural, rất là modern. Vậy thì trong cách mà mình nấu tại sao mình không có kết hợp như vậy? Thì lúc tới thời điểm anh ra như vậy thì tất nhiên anh phải tìm được cái hướng đi riêng cho mình, và đó là một cái hướng đi mà anh nghĩ là nó rất phù hợp với cái xu thế, cái xu hướng phát triển của ẩm thực Việt Nam mình và cái hướng của cái xã hội Việt Nam mà đang đi. Đối với anh thì đâu là cái trend ẩm thực của hiện tại? Hiện tại hả? Thực ra bây giờ cái trend thì anh nghĩ cái trend đó là cái theo anh á, anh thấy mọi người đang thích theo cái phong hướng là nó phải làm sao nó phải simple, nó healthy và nó kết hợp được với những thức uống đặc biệt. Thức ăn và thức uống luôn đi đôi với nhau. Trước đây thì mình chưa có cái đó, cơ hội phát triển đó, nhưng bây giờ nó rất nhiều. Và với anh á, thì là cái trend làm sao mọi người thấy rằng là tôi đi ăn muốn ăn nó phải có thức uống đi kèm, và thức uống nó phải phù hợp với cái món ăn đó. Đó là cái trend. Nói đến thức uống em quên mất là từ nãy giờ chưa rõ cho anh. Thank you em. Cheers em. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này, dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần trải nghiệm thử cay. Thử cay bây giờ em sẽ làm sao bây giờ mình sẽ ăn và mình chấm vào chấm cái nhưng mà cay loại 1. Cay loại 1 hả? Nhưng mà cay loại 1 là cấp độ 1. Cấp độ 1 phải không? Rồi. Chà, cái này căng rồi nha. Và mình sẽ vừa ăn và em sẽ có một vài các câu hỏi nhanh nữa cho anh. Rồi. Ý là câu hỏi kiểu như là trivia. Kiểu đấy. Anh chấm nhiều đấy. Rồi hai là cay hơn phải không? Vâng. Anh nghĩ cái này cái người miền Trung quá thì ăn cay, còn người miền Bắc thì ăn không cay. Em là người miền Bắc không biết em ăn cay quen không, chứ anh là quê rồi. Cái này ok. Đúng là em thấy là như trong gia đình em ấy, bố mẹ em hay mọi người trong gia đình hay những bạn bè của em ấy, ăn cay rất cay. Nhưng mà em thì em không phải là người biết ăn cay, tức là em ăn cay ở mức độ vừa thì ok để cảm nhận rồi phải không? Rồi nhưng mà cay cái cấp độ 2 này em đã từng chảy rất nhiều mồ hôi em không biết hả? Thực ra cái cay cấp độ 1 á anh chưa thử cấp độ 2 nhưng 1, nhưng mà nếu anh theo anh á, nếu mà người nào biết người ta sẽ control cái đó thì một chút xíu rất ok, người ta sẽ kéo, tức là người ta sẽ cảm nhận được cả nguyên cái món ăn luôn. Còn nếu mà không biết vô tình mà chỉ thử với một cái thì có thể bị dội liền, tại vì nó cay, nó cay thiệt. Thôi là nó sẽ cay lắm ạ. Câu hỏi đầu tiên mà em dành cho anh là cái phần cay nhất của ớt là nó ở cái phần hạt. Thông thường á là em cái hạt á là anh phải, ví dụ như cái hạt nào ở cây á anh bỏ hạt ra, anh sẽ không lấy hạt. Cái hạt đó là cái phần mà cay nhất. Tức là cái câu trả lời mà em được chuẩn bị cho nó còn sai. Vậy nó là cái phần đầu của ớt. Còn không như em tin anh hơn. Tại vì câu này chị Thùy Linh viết. Cái này là khoan, cái này em vừa mới tham gia đội Barcelona đúng không? Barcelona. Tại vì em Tiki Taka truyền máu. Ok. Không, thực ra thì nó có nhiều, anh nghĩ là có nhiều cái trong cái một cái phần của trái ớt mà cay, nhưng mà cái mà tụi anh trong bếp là anh thường mà để tránh cái phần cay cho khách hàng á thì anh sẽ bỏ hạt ớt ra. Thì tụi anh sẽ xay cái phần đó lên. Đó là cái vậy, hạt ớt là cay. Nên mình cay. Hạt ớt cay nhất. Vâng. Gia vị nào là đắt nhất? Tức là loại gia vị nào đắt nhất? Nói về spice. Spice hả? Nếu nói spice thì anh nghĩ là nó là một trong những cái cái saffron. Saffron là mắt nghệ tây. Nghệ tây. Nếu phải em phải nói nghệ tây thì nó là đúng. Saffron là cái nhị hoa của nó thì em biết rồi, nó đúng mà em dùng cái đó là một vài cái thì nó cay rồi. Mà cái cây chứ nó thanh chứ nó không phải là thanh tao chứ mà cây xé. Nhưng mà nó là một, tại vì nó là nhị hoa thì em biết rồi, cái biết bao nhiêu mình ra được cái đó, biết bao nhiêu hoa biết bao con bao nhiêu mà lấy được cái nhị rồi thì em biết rồi đúng không? Thì nó mắc là mắc như vậy. Thực ra sau đó nữa thì Việt Nam mình spice thì có nhiều cái, ví dụ như là trái dổi gì, hạt dổi gì ở miền Tây Bắc đó. Rất là hạt đấy như nào? Em còn không biết là hạt đấy. Em có muốn biết không? Không. Trong bếp anh có nè. Ok. Được chưa, lấy ra chưa? Ok. Chưa. Em biết hạt dổi không? Ở Tây Bắc đúng không? Thì đây em chưa biết hả? Như nào luôn đấy. Để em hửi coi. Rồi, em đưa cái tay ra rồi nha. Rồi đó. Em lấy một hạt em cắn thử xem. Đó là hạt dổi. Hạt dổi này ở rất là thơm. Nó thơm như là có cái mùi xá xị. Và hạt dổi là một trong những cái loại hạt mà ở vùng Tây Bắc mới có. Và một trong những cái hạt mà không phải là cái giá trị nó để mà mình, tức là do là nó hiếm và nó cái việc mà collect, tức là mình gọi là sản xuất ra, trồng như trồng á, nó không phải là đại trà. Cái đó hạt dổi là một trong những hạt mà nó không phải ai cũng có thể mua được và không thể lúc nào cũng mua được. Nó phải tùy theo mùa. Nên là một trong những cái hạt mà ở Việt Nam mình rất là đặc biệt đó là hạt dổi. Cảm ơn nhãn hàng nhiều Peroni Nastro Azzurro đã đồng hành cùng chương trình Không Cây Không Về. Peroni ra đời từ kỹ nghệ chế tác truyền thống qua 3 thế hệ của các bậc thầy, thổi vào đó niềm đam mê, sáng tạo, ngẫu hứng bằng một phong cách rất tự nhiên và cực kỳ tinh tế. Peroni Nastro Azzurro, bia Ý, phong cách Ý. Rồi, mình sẽ thử chuyển sang cái cấp độ cay số 2. Theo như kinh nghiệm của em thì nó vậy đó hả? Cay. Vậy thì bây giờ anh nghĩ là mình nên thử, theo anh thử trước khi anh thử ớt không luôn đó. Đúng rồi, trước khi em. Cay à? Bữa nay em sẽ chấm như lúc nãy. Có sốt và cá đó luôn không em? Vâng. Ok. Anh nghĩ ít thôi, không nghĩ nhiều. Không biết gì em. Câu hỏi thứ 3 anh ơi. Liên tục luôn. Món ăn được ăn đầu tiên trên vũ trụ. Thế là anh không biết luôn á. Ăn tới cay à? Bây giờ mới cay. Bây giờ mới thấm rồi. Ok em. Oh my god. Oh wow. Oh. Anh uống ngụm sữa. Uống sữa hả? Cho okay. Cho nó đỡ. Cho nó đỡ phải không? Món ăn đầu tiên trên vũ trụ. Được ăn đầu tiên trên vũ trụ. Được ăn đầu tiên trên vũ trụ hả? Em không biết. Cái này thực ra em cũng không biết cho đến hôm nay thì, tại vì em có câu trả lời. Đó là applesauce. Applesauce hả? Applesauce. Applesauce. Rồi nếu em nói vậy thì anh nghĩ là nó cũng giống như là Adam và Eva đúng không? Đầu tiên là giống như đúng không? Cái câu chuyện nó phải từ đó mày ra phải không em? Đúng không? Anh nghĩ chắc đó mà. Bao nhiêu anh liên hệ cũng đúng. Tại vì tự nhiên là ngày xưa nó cũng là từ quả táo. Đúng rồi. Bây giờ lên vũ trụ là món ăn đầu tiên là cũng. Anh nghĩ là cũng là phải chắc vậy quá chứ còn gì nữa đúng không? Wow, nó cũng đôi khi nó cũng có những cái thôi mình đó là mình gọi là imagination thôi, tức là cái suy diễn của mình thôi. Nhưng mà nó một cái liên hệ rất là hay. Tại vì dù sao thì nó rất là hợp lý. Nó rất là hợp lý. Rồi nơi khoai tây chiên được phát minh ra, French fries. French fries hả? Anh nghĩ là French fries chứ bên Anh quá à. Anh? Dạ anh nghĩ là bên Anh á. Anh không biết tại sao nha, mà ví dụ như anh nhớ lầm. Ví dụ như mình nói French fries hả? French fries mà nó French fries hả? No, French fry. French thì nó là French food rồi đúng không? Phải là phải ghiền, gắn liền với người Pháp đúng không? Nhưng mà câu trả lời mà em có là người Bỉ. Người Bỉ? Là từ Bỉ. Từ Bỉ mà ra. Nước Bỉ. Cái này em cũng không biết. Vậy không phải, vậy em... không phải. Thực ra hình như anh nhớ. À, khoan, anh nhớ có một cái lần anh nghĩ thế này là câu chuyện về châu Âu thì nó cũng có nhiều cái liên với nhau về văn hóa. Ví dụ như có một cái sản phẩm. Em nghĩ là ở Bỉ là họ cũng vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Pháp. Theo như em biết ấy, là ở Bỉ là quốc gia mà có nói hai thứ tiếng. Hai thứ tiếng hả? Vâng. À, thấy theo em biết thôi. Em không... biết hả? Em nhưng mà em chắc là từ Bỉ đúng không? Không. cái này là con quá. Không, những câu hỏi nhanh là em được chuẩn bị. À vậy thì chuẩn bị không? Rồi. Vậy là nãy giờ anh sai câu này đúng không? Cái gì biến một ly martini thành dirty martini? Em đã hỏi một cái câu hỏi mà anh từng làm bartender rồi. Nếu mà hỏi là dirty martini mà anh ra liền sai là chết anh rồi. Vậy biết rồi martini nó có cái gì rồi đúng không? Thì người ta sẽ có, ngoài ra thì có phần olive là không thể thiếu trong cái martini. Nhưng mà chỉ cần thêm một chút xíu cái juice của cái phần olive, quả olive vào thì gọi là dirty martini. Câu trả lời chính xác. Thấy chưa? Có những cái và tại vì trước anh cũng làm bar rồi. Anh còn muốn thêm một miếng nữa chứ mình. Với cái số là không? Em đang dụ anh phải không? Này là em gọi là ăn xong coi như là không gọi là cái lưỡi của mì bị tê luôn đó em. Tê vì cay đó. Thực phẩm nào không bao giờ hỏng? Thực phẩm nào không bao giờ hỏng? Cái gì anh có thể để trong bếp rất lâu và không giờ hỏng? Thực phẩm hả? Thực phẩm hay là nguyên vật liệu gì hay là nguyên vật liệu? Anh nghĩ chỉ có nước thôi à? Nước à? Nước lọc. Cũng đúng. Câu trả lời đúng. Nhưng mà cái câu trả lời em được chuẩn bị theo thì khác, nhưng mà nước cũng đúng. Em nghĩ là nước đúng, mình để được nước rất lâu mà đúng không? Nó là nguyên liệu không thể thiếu được trong nồi nấu ăn. Đúng rồi. Đúng không em? Đúng. Đúng không? Em có thể để cho nước ra, em để đó và em có thể em để rất mãi rất là lâu. Vậy thì nước là một nguyên liệu trong cái vấn đề cho cái câu chuyện nấu ăn mà. Tại vì phải có nước. Chứ trong lời em là câu gì vậy? Là mật ong. Câu trả lời em được sao là mật ong? Mật ong thì cũng tùy à nha. Mật ong thiên nhiên hay mật ong gì? Tức là mật ong thiên nhiên là có thể bị hỏng. Không, hay là không mật ong làm không. Mật ong thiên nhiên là có nghĩa là rất là natural, organic. Còn mật ong mà em mua về từ đó em không biết mà nó có nhiều cái gì tác động vào thì có thể nó không có là không tự nhiên. Không tự nhiên thì nó sẽ lâu, không có thể là không lâu. Hoặc là có thể lâu mãi mà bởi vì nó có nhiều cái gọi là cái không tự nhiên. Không tự nhiên nữa. Cho vào nó. Đúng rồi, nhưng mà thực ra thì anh cũng mà tại sao thôi cái đó mình tìm hiểu sau đi. Chứ còn em đang choáng quá rồi. Choáng hả? Anh bảo là em chấm từ thôi, em chấm nhiều quá anh Chí. Em muốn hết thử chấm đúng. Chấm hết cái này. À chấm đúng á hả? Ý là chấm bình thường, tại vì khi có chị Minh là chị sẽ muốn là chấm rất là nhiều. Oh my god. Hôm nay chị Minh bị đau họng. May cho em mà may cho anh nữa. Đúng không? Chứ nếu mà có chị Minh đây là coi như là anh em mình phải hơi bị phiền á. Không, nhưng mà thật ra em biết xong ăn cay á, nó cay quá làm mất đi cái cảm nhận của mình về cái vị ăn món ăn. Cái vừa thôi. Vâng. Anh nghĩ cái đầu tiên ok, cái số 1, cái gọi là cái gì? Cấp độ 1. Cấp độ 1 ok. Cấp độ 2 nghĩ nó kinh khủng quá. Món đồ ăn nào hay bị ăn trộm nhất ở trên thế giới? Một cái nguyên liệu, một món đồ ăn mà hay bị ăn trộm nhiều nhất. Câu hỏi này xong nghe nó rất là đơn giản mà sao nó khó vậy ta? Em với chị Minh xong mà nghĩ ra câu hỏi nào mà sao nó không có đơn giản thế nào hết. Nhìn nghe thì rất là đơn giản mà nghĩ hoài không ra. Cái gì ta? Nếu mà anh trả lời không được là anh phải không phải lỗi anh. Vì sao không? Không phải mà bởi vì anh ăn quá cay, nó không anh không tập trung được. Em cũng thế, em cũng em không cay quá là thì mình không có tập trung được, đúng không? Mọi người khi mà xem mình ấy thì sẽ không thực sự cảm nhận được là nó cay đến cái mức như nào. Tại vì là thường nó là một cái mức nhảy rất là cao. Từ 1 mình đang rất là thoải mái, mình nghĩ là từ 1 đến 2 nó chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái này thì chắc anh không biết rồi á. Câu trả lời mà em có là cheese phô mai. Cheese phô mai. Mọi người ăn cắp nhiều hả? Vì ăn cắp là sao? Ăn cắp là cái bên làm cái đó, ăn cắp như thế này. Tức là em nghĩ là bị lấy ở trong bếp. À rồi, hiểu rồi lý do tại sao. Cái câu này câu trả lời hay. Tại vì anh thường thường á, mấy chú chuột, mấy chú tí nhà mình là hay chôm cái phần phô mai, đúng không? Đó biết ngay mà, trời ơi. À nói vậy thì anh nhớ cái câu chuyện cái bộ phim Ratatouille. Đúng là em cũng rất là thích phim đấy. Anh có thích phim đấy không? Rất là cute, nó rất là sao, nó touch cái gọi là cái người xem, không phải là người đầu bếp mà là người xem, người là thích ẩm thực, thích ăn ngon, rất là cái emotional, rất là sweet. Phim đấy có một cái câu mà em rất là nhớ, đó là không phải ai cũng là nghệ sĩ, nhưng mà một người nghệ sĩ có thể đến từ bất kỳ đâu. Từ Ratatouille. Đó là một câu rất là hay. Không, cái đó hay, anh nghe nó rất là hay. Tức là đúng là nói đúng nghĩa luôn. Vậy thử xong rồi sao em? Nếu mà anh có thể gọi là cầm cự được, anh được thưởng gì? Anh được thưởng tức là bọn em đúng không? Hả? À, tức là nếu anh không cay thì không về. Có nghĩa là phải cay thì mới về hả? Về giờ ăn thêm mấy cỡ. Ôi, kỳ thế. Như vậy là cái chương trình là không cay không về, có nghĩa là ăn đến khi nào mà không có là phải phải cay thì mới về. Tức là anh phải thấy cay rồi, Rồi về thế kìa. Để anh thử một lần nữa rồi anh chốt luôn. Anh thử em cũng phải làm. Em ơi, em cũng phải thì giống anh thôi, đó là nguyên tắc thôi, đúng không? Rồi cái này không, mà từ cấp 1, cấp 2 hơi bị cao em. Vâng, nó là một cái mức độ nhảy hơi bị chênh nhau quá. Nó không có. Nên là chỉ cần một tí xíu thôi chứ ai anh thấy là cái gọi là cái khoảng cách giữa cái độ cay của 1 với 2 á, nó làm cho người ta mất cảnh giác. Tại vì cái tập đầu tiên em quay là có 3. Em nhớ là có 3 loại. Thì loại 1 này, loại 2 này em thấy rất là bình thường, em nghĩ là em chịu được. Nhưng mà đến cái loại thứ 3 là hôm đấy là mồ hôi em chảy. Đúng không? Mồ hôi chảy rồi cơ. Oh my god. Còn nhiều. Oh my god. Hơi nhiều hay sao ấy. Thôi vô với em. Oh my god. Mà anh có cảm giác cái cây này rồi sau một lúc rồi nó mới thấm. Em hiểu không? Tức là cái độ cay của nó kéo dài và nó làm cho mình, tức là nó không phải là đi nhanh á. Anh biết là sữa nó có những cái là không, chứ thấy nghi nó có đỡ dịu hơn một chút. Nếu mà không có thì chắc là mình còn. Anh nhớ là em không nói nữa. Anh nhớ là cay quá thì bỏ đường vào. Em ăn đường. Em biết tại sao không? Cái texture của đường á, tại vì cái độ cay nó còn trong lưỡi, trong cái lưỡi của mình. Cái đường á, cái texture cái đường, hạt đường á, mà khi mình nhai á, nó sẽ giống như nó quét đi á, giống như cái chổi nó quét đi cái lớp cay trong lưỡi của mình. Còn sữa thì anh nghĩ là nó chỉ giải quyết tạm thời thôi, nó chỉ khua tí xíu thôi, nhưng mà để mà nó còn tồn tại, bắt buộc cái đường nhai vô thì nó mới cái sạm sạm của nó mới đẩy đi được. Em nghĩ là sắp gần đường rồi. Như vậy là cay chưa? Như vậy là cay của em. Thì chúng ta là có về đúng không? Có cay có về đúng không? Rất là cảm ơn anh Hòa hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều về những món ăn và nấu cho em món kiểu. Cái tên của món ăn. Thực ra cái tên hả? Anh chỉ là sườn cừu nấu với lại hương vị Việt Nam mình thôi, chứ còn anh cái tên thì anh không có, xin lỗi anh không có rồi. Dạ. Sườn cừu với ướp chao. Ướp chao, đúng rồi. Anh nghĩ là cái đó là cái nét đặc biệt nhất. Nó làm cho cái khi nói đến chao thì người Việt Nam phải chỉ là món ăn Việt Nam mình. Bởi vì cơ bản nó cũng là từ chao, có dao hôm nay, đúng không? Đồng ý, em đang rất chóng mặt vì cay. Và bây giờ mình chào thôi phải không? Cùng chào khán giả của Không Cây Không Về. Không Cây Không Về phải không? Rồi. Rất là cảm ơn anh Hòa hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều về những món ăn, còn nấu cho em món kiểu... À, cái tên của món ăn. À, thực ra cái tên hả anh chỉ là sườn cừu nấu với lại hương vị Việt Nam mình thôi, chứ còn anh cái tên thì anh không có, xin lỗi anh không có này. Dạ, sườn cừu. Sườn cừu với ướp nước chao. Ướp chao, đúng rồi. Anh nghĩ là cái đó là cái nét đặc biệt nhất. Nó làm cho cái... Khi nói đến chao thì người Việt Nam phải chỉ là món ăn Việt Nam mình, bởi vì cơ bản nó là từ chao, có dao hôm nay đúng không? Không đồng ý, em đang rất chóng mặt vì cay. Và bây giờ mình chào thôi phải không? Cùng chào khán giả của Không Cây Không Về. Không Cây Không Về phải không? Rồi. Cảm ơn đối tác Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Acqua Panna, Peroni và Kamereo đã đồng hành cùng với Không Cây Không Về.